Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 58. Hỡi các con trai loài người, các ngươi làm thinh há công bình sao? Các ngươi há xét đoán ngay thẳng ư? Không, thật trong lòng các ngươi phạm sự gian ác. Tại trong xứ, các ngươi cân nhắc sự hung bạo của tay các ngươi. Kẻ ác bị sai lầm từ trong tử cung, chúng nó nói dối lầm lạc từ khi mới lọt lòng mẹ. Nọc độc chúng nó khác nào nọc độc con rắn. Chúng nó tợ như rắn hổ mang điếc, lấp tai lại, chẳng nghe tiếng thầy dụ nó, dẫu dụ nó giỏi đến ngần nào. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy bẻ răng trong miệng chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy gãi nanh của các sư tử tơ. Nguyện chúng nó tan ra như nước chảy. Khi người nhắm tên mình, nguyện tên đó dường như bị chặt đi. Nguyện chúng nó như con ốc tiêu mòn và mất đi, như thể một con sảo của người đàn bà không thấy mặt trời. Trước khi và các ngươi chưa nghe biết những gai, thì Ngài sẽ dùng trận trốt cất đem chúng nó đi, bất luận còn xanh hay cháy. Người công bình sẽ vui vẻ khi thấy sự báo thù. Người sẽ rửa chân mình trong huyết kẻ ác. Người ta sẽ nói rằng, quả hẳn có phần thưởng cho kẻ công bình, quả hẳn có Đức Chúa Trời xét đoán trên đất. Chương 19. Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phaolô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Epheso, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng, từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng, chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi, vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào? Trả lời rằng, phép báp têm của Giăng. Phaolô bèn nói rằng, Giăng đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội mà truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin theo Đức Chúa Giê-xu. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Giê-xu. Sau khi Phaolô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng hết thảy độ 12 người. Phaolô vào nhà hội và trong 3 tháng giảng luận một cách dạn dĩ ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình. Song vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hàng ngày trong trường học Tyrannu. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi A-si, hoặc người Giu-đa hay là người Grec, đều nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu, thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Bây giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Giu-đa đi từ nơi này sang chỗ kia, mạo kêu danh Đức Chúa Giê-xu trên những kẻ bị quỷ dữ ám rằng: ta nhân Đức Chúa Giê-xu này là đấng mà Phao-lô giảng để truyền khiến chúng bay. Các kẻ làm việc đó là 7 con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa. Song quỷ dữ đáp lại rằng: ta biết Đức Chúa Giê-xu và rõ Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? Người bị quỷ dữ ám bèn sấn vào chúng, thắng được 2 người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương trốn ra khỏi nhà. Phàm người Giu-đa và người Grec nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó thì sợ hãi, và danh Đức Chúa Giê-xu được tôn trọng. Phần nhiều kẻ đã tin đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Có lắm người trước theo nghề phù pháp, đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ. Người ta tính giá sách đó cộng là 50.000 đồng bạc. Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra càng ngày càng được thắng. Các việc đó rồi, Phao-lô toan đi ngang qua xứ Macedon và xứ Ai Chai đặng đến thành Jerusalem. Người nói rằng,
khi ta đã thăm thành đó rồi, cũng phải thăm thành Roma nữa. Người bèn sai hai người giúp đỡ mình là Timôthê và Erát sang xứ Macedon, song chính người còn ở lại trong cõi Asi ít lâu nữa. Lúc đó, có sự loạn lớn sinh ra vì cớ đạo tin lành. Một người thợ bạc kia tên là Demetriu, vốn dùng bạc làm khám nữ thần Dian, sinh nhiều lợi cho thợ làm công, bèn nhóm những thợ đó và kẻ đồng nghiệp lại mà nói rằng: Hỡi bạn ta, các ngươi biết sự thạnh lợi chúng ta sanh bởi nghề này. Các ngươi lại thấy và nghe nói, không những tại thành Epheso thôi, gần suốt hết cõi Asi nữa, rằng tên Phaolô này đã khuyên dỗ và trở lòng nhiều người, mà nói rằng các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là Chúa. Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp mình phải bị dèm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Dian bị khinh dễ nữa, và nữ thần ta bị tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi Asi cùng cả thế giới đều tôn kính chăng. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng: Lớn thay là nữ thần Dian của người Epheso. Cả thành thảy đều rối loạn, chúng đồng lòng đến rạp hát, kéo theo mình Gaius, Aristarch là người Macedon, bạn đồng đi với Phaolô. Phaolô muốn chính mình ra mặt trước dân chúng nhưng môn đồ chẳng cho. Cũng có mấy quan lớn xứ Asi là bạn hữu người, sai đến xin người chớ đi tới rạp hát. Người thì reo lên thể này, kẻ thì la lên thể khác, vì trong hội om sòm, phần nhiều người cũng không biết vì cớ nào mình nhóm lại. Chúng bèn kéo Alexander từ trong đám đông ra, và người Juda xô người ra đứng trước. Người bèn lấy tay ra dấu, muốn nói cùng dân chúng để binh vực bọn mình. Nhưng vừa khi đoàn dân nhận người là người Juda, thì kêu rập lên ước trong 2 giờ rằng: Lớn thay là nữ thần Dian của người Epheso. Bây giờ có người thơ ký thành phố dẹp yên đoàn dân nói rằng: Hỡi người Epheso, há có ai chẳng biết thành Epheso là kẻ canh giữ đền thờ nữ thần lớn Dian và tượng thần ấy đã từ trên trời giáng xuống sao? Bởi điều đó thật chối cãi chẳng nổi, nên các ngươi khá ở yên, đừng làm sự gì vội vã. Vì những tên mà các ngươi đã kéo đến đây chẳng phải mắc tội hoặc phạm đến của thánh hay là lộng ngôn với nữ thần chúng ta đâu. Vậy nếu Demetriu và các thợ làm công ở với người có cần kiện cáo ai, thì đã có ngày xử đoán và quan trấn thủ mặc họ kiện cáo nhau. Ví bằng các ngươi có nài việc khác nữa, thì khác quyết định việc đó trong hội đồng theo phép, vì e cho chúng ta bị hạch về sự dấy loạn xảy ra ngày hôm nay, không thể tìm lẽ nào để binh vực sự nhóm họp này. Người nói bấy nhiêu lời, bèn cho chúng về. Chương 22. Đoạn dân Israel đi đến đóng trại trong đồng bằng Moab bên kia sông Giô-đan đối diện Jericho. Ba-lát, con trai Sếp-bô, thấy hết mọi điều Israel đã làm cho dân Amorít. Moab lấy làm sợ sệt lắm và kinh khủng trước mặt dân Israel, vì dân đó rất đông. Vậy, Moab nói cùng các trưởng lão Madian rằng: Bây giờ, đoàn dân đông này sẽ nuốt hết thảy chung quanh ta, khác nào con bò ăn cỏ trong đồng vậy. Đang lúc đó, Balak, con trai Sếp-bô, làm vua Moab. Người sai sứ giả đến cùng Balaam, con trai Bê-ô, ở Phê-thô-rơ, tại trên mé sông, trong xứ của con cái dân sự mình, đặng gọi người mà nói rằng: Này, một dân đã ra khỏi xứ Ai Cập, phủ khắp mặt đất và đóng lại đối ngang ta. Vậy, ta xin ngươi hãy đến bây giờ, rủa xả dân này cho ta, vì nó mạnh hơn ta. Có lẽ ta sẽ đánh bại dân này và đuổi nó khỏi xứ được. Vì ta biết rằng, kẻ nào ngươi chúc phước cho thì được phước, còn kẻ nào ngươi rủa xả thì bị rủa xả. Vậy, các trưởng lão Moab đi cùng các trưởng lão Madian, trong tay có lễ vật cho thầy bói, đến cùng Balaam mà thuật lại những lời của Balak. Người đáp rằng: Hãy ở lại đây đêm nay, thì ta sẽ trả lời theo như lời Đức Giê-hô-va sẽ phán cùng ta. Các trưởng lão Moab ở lại nhà Balaam. Vả, Đức Chúa Trời đến cùng Balaam và phán rằng: Những người ngươi có trong nhà là ai?
Ba-la-am thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Ba-lát, con trai Sếp-bô vua Mô-áp, đã sai đến tôi đặng nói rằng: Này, một dân đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô phủ khắp mặt đất. Hãy đến bây giờ rủa sả dân đó cho ta. Có lẽ ta sẽ đánh bại dân này và đuổi nó được. Đức Chúa Trời phán cùng Ba-la-am rằng: Ngươi chớ đi với chúng nó, chớ rủa sả dân này, vì dân này được ban phước. Sớm mai Ba-la-am dậy, nói cùng các sứ thần của Ba-lát rằng: Hãy trở về xứ các ngươi, vì Đức Giê-hô-va không cho ta đi cùng các ngươi. Vậy các sứ thần Mô-áp dậy, trở về Ba-lát mà tâu rằng: Ba-la-am từ chối đến cùng chúng tôi. Ba-lát lại sai nhiều sứ thần hơn và tôn trọng hơn những người trước, đến cùng Ba-la-am mà rằng: Ba-lát, con trai Sếp-bô có nói như vậy. Ta xin ngươi, chớ có chi ngăn cản ngươi đến cùng ta, vì ta sẽ tôn ngươi rất vinh hiển và làm theo mọi điều ngươi sẽ nói cùng ta. Ta xin ngươi hãy đến rủa sả dân này. Ba-la-am đáp cùng các sứ thần của Ba-lát rằng: Dầu Ba-lát sẽ cho ta nhà người đầy vàng và bạc, ta cũng chẳng được vượt qua mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ta đặng làm một việc nhỏ hay lớn. Song ta xin các ngươi cũng ở lại đêm nay, đặng ta biết Đức Giê-hô-va sẽ phán điều chi cùng ta nữa. Trong lúc ban đêm, Đức Chúa Trời giáng đến Ba-la-am mà phán rằng: Nếu các người ấy đến đặng gọi ngươi, hãy đứng dậy đi với chúng nó, nhưng chỉ hãy làm theo lời ta sẽ phán. Vậy sớm mai Ba-la-am dậy, thắng lừa cái mình và đi với các sứ thần Mô-áp. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời nổi phừng lên vì người ra đi. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường đặng cản người, vả người đã cởi lừa cái mình và có hai đứa đầy tớ đi theo. Lừa cái thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường có cây gươm trần nơi tay, bèn tẻ đường đi vào trong ruộng. Ba-la-am đánh nó đặng dẫn nó vào đường lại. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trong đường nhỏ của vườn nho có vách bên này và bên kia. Lừa thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va thì nép vào vách và ép chân Ba-la-am. Người đánh nó. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi tới xa hơn, đứng trong một ngã rất hẹp, không chỗ nào trở qua bên hữu hay là bên tả. Lừa thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va bèn nằm quỵ dưới Ba-la-am. Nhưng Ba-la-am nổi giận, đánh lừa bằng một cây gậy. Bây giờ Đức Giê-hô-va mở miệng lừa ra. Nó nói cùng Ba-la-am rằng: Tôi có làm chi cho người mà người đã đánh tôi 3 lần? Ba-la-am đáp cùng lừa cái rằng: Ấy là tại mày khinh nhạo ta. Chớ chi ta có cây gươm trong tay, ta đã giết mày rồi. Lừa nói cùng Ba-la-am rằng: Tôi há chẳng phải là lừa của người mà người đã cởi luôn đến ngày nay sao? Tôi há có thói làm như vậy cùng người chăng? Người đáp: Không. Đức Giê-hô-va bèn mở mắt Ba-la-am ra, thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trong đường, tay cầm một cây gươm. Người cúi đầu và sấp mặt xuống đất. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói: Sao ngươi đã đánh lừa cái ngươi 3 lần? Này, ta đi ra đặng cản ngươi, vì ta thấy ngươi đi theo một con đường dẫn mình đến nơi hư nát. Vả, con lừa cái có thấy ta đi tẻ trước mặt ta 3 lần. Nếu nó không đi tẻ trước mặt ta, chắc ta đã giết ngươi rồi và để nó sống. Ba-la-am bèn thưa cùng thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng: Tôi có phạm tội, vì chẳng biết người đã đứng trong đường đặng cản tôi. Bây giờ, nếu người không bằng lòng tôi đi, tôi sẽ trở về. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói cùng Ba-la-am rằng: Hãy đi cùng các người đó, nhưng ngươi chỉ hãy nói điều chi ta sẽ phán dặn ngươi. Ba-la-am bèn đi cùng các sứ thần của Ba-lát. Khi Ba-lát hay rằng Ba-la-am đến, bèn đi ra tới thành Mô-áp ở gần khe Ạc-nôn, tức là ở tận bờ cõi của xứ mà nghinh tiếp người. Ba-lát nói cùng Ba-la-am rằng: Ta há chẳng sai sứ vời ngươi sao? Sao ngươi không đến ta? Ta há không tôn vinh hiển cho ngươi được sao? Ba-la-am đáp cùng Ba-lát rằng: Này, tôi đã đến cùng vua. Bây giờ tôi há có thể nói ra lời gì chăng? Tôi sẽ nói điều chi Đức Chúa Trời đặt trong miệng tôi vậy? Ba-la-am đi cùng Ba-lát
đến Kiriat Huxot. Balak giết những bò và chiên, sai dân cho Balaam và các sứ thần đã đi với người. Khi đến sáng mai, Balak đem Balaam lên Bamot Baan, là nơi người thấy đầu cùng trại quân Israel. Chương 23. Balaam nói cùng Balak rằng: Hãy cất tại đây cho tôi 7 cái bàn thờ, cùng sắm sẵn cho tôi 7 con bò đực và 7 con chiên đực. Balak làm như Balaam đã nói, hai người dâng một con bò đực và một con chiên đực trên mỗi bàn thờ. Đoạn Balaam nói cùng Balak rằng: Vua hãy đứng gần của lễ thiêu của vua, tôi sẽ đi. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng tôi chăng? Tôi sẽ thuật lại cùng vua điều chi ngài cho tôi thấy. Người đi lên một nơi cao trống trải. Đức Chúa Trời hiện ra cùng Balaam và Balaam thưa cùng ngài rằng: Tôi có lập 7 cái bàn thờ và trên mỗi bàn thờ tôi có dâng một con bò đực và một con chiên đực. Đức Giê-hô-va để lời trong miệng Balaam và phán rằng: Hãy trở về cùng Balak và nói như vậy. Balaam bèn trở về cùng Balak. Này, người và các sứ thần Moab đứng gần của lễ thiêu vua. Balaam bèn nói lời ca mình mà rằng: Balak, vua Moab, sai vời tôi từ Aram, từ những núi đông phương và nói: Hãy đến rủa sả Gia-cốp cho ta, hãy đến giận mắng Israel. Kẻ mà Đức Chúa Trời không rủa sả, tôi sẽ rủa sả làm sao? Kẻ mà Đức Chúa Trời không giận mắng, tôi sẽ giận mắng làm sao? Vì từ đỉnh các núi tôi thấy người, từ đầu cao gò đống tôi nhìn người. Kìa, là một dân ở riêng ra, sẽ không nhập số các nước. Ai đếm được bụi cát của Gia-cốp, ai tu bộ được phần tư của Israel? Người công chính thác thế nào, tôi nguyện thác thế ấy. Cuối cùng người nghĩa làm sao, tôi nguyện cuối cùng tôi làm vậy. Bây giờ Balak nói cùng Balaam rằng: Ngươi đã làm chi với ta? Ta thỉnh ngươi để rủa sả những thù nghịch ta, kìa ngươi lại chúc phước cho. Người đáp rằng: Tôi há không nên cẩn thận nói điều Đức Giê-hô-va đặt vào miệng tôi sao? Balak bèn nói: Vậy hãy đến cùng ta trong một chỗ khác, là nơi ngươi sẽ thấy dân này, vì ngươi chỉ đã thấy ở đầu cùng nó chứ không thấy hết. Ở đó hãy rủa sả nó cho ta. Vậy người dẫn Balaam đến đồng Sô-phim trên chót núi Phích-ga, lập 7 cái bàn thờ và trên mỗi cái dâng một con bò đực và một con chiên đực. Balaam bèn nói cùng Balak rằng: Hãy đứng đây gần của lễ thiêu của vua, còn tôi sẽ đi lại đó đón Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Balaam để những lời trong miệng người mà rằng: Hãy trở về cùng Balak và nói như vậy. Balaam trở về cùng Balak, người và các sứ thần Moab đứng gần của lễ thiêu của vua. Balak hỏi: Đức Giê-hô-va có phán chi? Balaam bèn nói lời ca mình mà rằng: Hỡi Balak hãy đứng dậy và nghe, hỡi con trai Sếp-bô hãy lắng tai. Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao? Này, tôi đã lãnh mạng chúc phước, Ngài đã ban phước, tôi chẳng cãi đâu. Ngài chẳng xem tội ác nơi Gia-cốp và không thấy tà vại trong Israel. Giê-hô-va Đức Chúa Trời người ở cùng người. Trong Israel có tiếng reo mừng của vua. Ấy là Đức Chúa Trời đã rút dân đó ra khỏi xứ Ai Cập. Chúng có sức mạnh như bò rừng vậy. Không có phù chú nơi Gia-cốp, cũng chẳng có bói khoa trong Israel. Vì đến kỳ định sẽ nói về Gia-cốp và Israel rằng: Việc Đức Chúa Trời làm lạ là dường nào. Kìa, một thứ dân hưng lên như sư tử cái và dược lên khác nào sư tử đực. Chỉ khi nào đã xé được mồi mới nằm xuống và uống huyết những kẻ bị thương. Bây giờ Balak nói cùng Balaam rằng: Chớ rủa sả họ, nhưng cũng đừng chúc phước cho nữa. Balaam đáp cùng Balak rằng: Tôi há chẳng có nói tôi phải làm mọi điều Đức Giê-hô-va sẽ phán dặn sao? Balak lại nói cùng Balaam rằng: Vậy hãy lại, ta dẫn ngươi đến một chỗ khác, có lẽ Đức Chúa Trời sẽ ưng cho ngươi rủa sả dân này tại đó chăng?
Balak bèn dẫn Balaam đến chót núi Phê-ô đối ngang đồng vắng. Balaam nói cùng Balak rằng: tại đây hãy lập cho tôi 7 cái bàn thờ và sắm sẵn 7 con bò đực và 7 con chiên đực. Vậy Balak làm theo như Balaam đã nói, trên mỗi bàn thờ người dâng một con bò đực và một con chiên đực. Chương 24. Balaam thấy rõ Đức Giê-hô-va ưng ban phước cho Israel thì không cậy đến phù chú như những lần khác. Nhưng người xây mặt về hướng đồng vắng, nhướng mắt lên thấy Israel đóng trại từng chi phái, và thần Đức Chúa Trời cảm động người, bèn nói lời ca mình mà rằng: lời ca của Balaam con trai Bê-ô, lời ca của người có mắt mở ra, lời ca của người nghe lời Đức Chúa Trời, xem sự hiện thấy của Đấng Toàn Năng, sấp mình xuống và mắt mở ra. Hỡi Gia-cốp, trại ngươi tốt dường bao, hỡi Israel, nhà tạm ngươi đẹp biết mấy. Nó trương ra như trũng núi, khác nào cánh vườn ở nơi mé sông, tở cây trầm hương mà Đức Giê-hô-va đã trồng, tỉ như cây hương nam ở nơi mé nước. Nước chảy tràn ngoài thùng chứa, hột giống của người nhuần tưới dư dật. Vua người sẽ trỗi cao hơn A-gác, nước người được cao lên. Đức Chúa Trời đã dẫn người ra khỏi xứ Ai-cập, người có sức mạnh như bò rừng, sẽ nuốt các nước, tức kẻ thù nghịch mình, bẻ gãy xương chúng nó, đánh chúng nó bằng mũi tên mình. Người sụm xuống nằm như sư tử đực, khác nào sư tử cái. Ai dễ khiến ngồi lên? Phước cho kẻ nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Bây giờ Balak nổi giận cùng Balaam, vỗ tay mà nói cùng Balaam rằng: ta đã thỉnh ngươi đặng rủa sả kẻ thù nghịch ta, này ngươi lại chúc phước cho chúng nó đã 3 lần rồi. Vậy bây giờ khá chạy trở về xứ ngươi. Ta đã nói ta sẽ tôn ngươi vinh hiển, nhưng này Đức Giê-hô-va đã cản ngươi nhận lãnh. Balaam đáp cùng Balak rằng: tôi há chẳng có nói cùng các sứ giả vua đã sai đến tôi rằng, dầu Balak cho tôi nhà người đầy bạc và vàng, tôi cũng chẳng được vượt qua mạng Đức Giê-hô-va để làm tự ý điều phải hay là điều quấy. Tôi phải nói điều chi Đức Giê-hô-va sẽ phán. Này, bây giờ tôi trở cùng dân tôi. Hãy lại, tôi sẽ cáo cho vua biết điều dân này ngày sau cùng sẽ làm cho dân sự vua. Người bèn nói lời ca mình mà rằng: lời ca của Balaam con trai của Bê-ô, lời ca của người có mắt mở ra, lời ca của người nghe lời Đức Chúa Trời, biết sự tri thức của Đấng Chí Cao, xem sự hiện thấy của Đấng Toàn Năng, sấp mình xuống mà mắt tự mở ra. Tôi thấy người nhưng chẳng phải bây giờ, tôi xem người nhưng chẳng phải ở gần. Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một cây phủ việt trồi lên từ Israel. Người sẽ đâm lũng Mô-áp từ đầu này tới đầu kia, hủy diệt dân hay giấy giặc này. Người sẽ được Ê-đôm làm cơ nghiệp, sẽ được Sê-i-rơ là kẻ thù nghịch mình làm sản nghiệp. Israel sẽ tỏ ra sự cường thạnh mình. Đấng ra từ Gia-cốp sẽ cầm quyền, người sẽ diệt những dân sót của thành. Balaam cũng thấy Amalek, bèn nói lời ca mình rằng: Amalek đứng đầu các nước, nhưng sau cùng người sẽ bị diệt vong. Kế đó Balaam thấy người Kenit, bèn nói lời ca mình rằng: chỗ ở ngươi là bền vững, ổ ngươi đóng trong hòn đá, nhưng Ca-in sẽ bị hư nát cho đến khi A-su-rơ bắt dẫn tù ngươi. Người còn nói lời ca mình rằng: ôi, khi Đức Chúa Trời đã làm các điều này, ai sẽ còn sống? Nhưng sẽ có những tàu từ Gành Kít Tim đến, hà khắc A-su, hà khắc Hê-be, rồi chính người cũng sẽ bị tuyệt diệt. Đoạn Balaam đứng dậy đi về bản xứ, Balak cũng lên đường. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng,
thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.